Hello, kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Út sẽ quay một cái clip nói về cái chuyện là cái cây sầu riêng của mình đó các bạn. Mà mình sau khi đậy mũ rồi nhưng mà nó vẫn tiếp tục đi đọt, vẫn ra thêm một cái cơi đọt nữa thì mình làm như thế nào các bạn? Khắc phục sao cho nó cái đọt mình nó hiệu quả mà nó có cái bắt cua của mình nó nhanh ra nhất nha. Đấy các bạn. Đây thì ở đây thì cũng có số cây đầy mũ rồi, lên phát lo rồi nhưng mà cái hiện tượng đọt nó cũng không đứng các bạn, nó vẫn đi, nhưng mà nó đi dạng như đọt là nó đi yếu thôi, gặn thôi, nó ra gặn thôi, nhưng mà ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng tới cái mắt cua của mình sau này nha các bạn. Cua của mình thì cái đọt nó cũng ảnh hưởng tới chuyện mà cái mắt cua của mình nó ra mạnh ra yếu, cái nhanh hay chậm là cái đọt nó cũng lúc này nó quan trọng lắm nha các bạn. Mình bởi vì nè, quay cho các bạn coi nè, cây đã đầy mũ lên phát lo rồi nhưng mà đọt thì nó vẫn ra nha, nó không đứng nha, tại vì lúc gà thời tiết thì mưa nhiều quá thì nó cũng thuận tiện cho thuận lợi cho cái việc mà đọt nó đi nha các bạn. Thì quay sơ sơ cho các bạn xem, gọi hồi Út quay qua chia sẻ thuốc thì tại vì sáng Út cũng mới xịt vừa xong xong cử, bây giờ quay cho các bạn xem sơ sơ nha. Cái cây này là cây mỏng thon nha, cây này là cây 4 năm nha các bạn, đậy luôn, quyết định đậy luôn nha. Thì có nhiều ăn nhiều để khai thác tối đa nha. Quay cho các bạn coi cái mấy cây nhỏ nè, mấy cây này cũng nhỏ thôi, tơ thôi, mấy cái này là mới đậy mùa đầu tiên còn nhỏ nha, nhưng mà nó sung ghê không các bạn thấy không, đọt khó luôn nha. Cây này là đọt dữ dằn lắm nha các bạn, còn mấy cây lớn thì đọt nó ít để nó đi không nổi các bạn, còn mấy cây mới làm mùa đầu tiên thì nó sung nha, nó sung thì nó đi đọt rất là mạnh nha các bạn. Cái dàn lá nè, cây tơ thì lúc nào lá bộ lá nó cũng láng, nó đẹp hơn mấy cái cây già nha. Mà cây già thì mình làm mình lên phát lo nhiều năm thì cái lá của mình nó sẽ sượng lại nó không được đẹp bóng nha. Cây tơ thì dễ làm đó các bạn, còn đây vườn hàng xóm nữa các bạn, cây nó cũng đang đi lọt nha. Đây là trồng hai thứ ghi sáo và mỏng thon luôn, vườn hàng xóm nha các bạn. Rồi quay qua thì qua cái cây này thì Út giới thiệu chia sẻ vào cái mấy cái loại thuốc mà Út xịt hồi sáng để kìm cái đọt lại nha các bạn. Đây giai đoạn này thì mình không có chặn đọt gì nha các bạn, mình chỉ làm cho nó mau già lá thôi. Ở đây thì rầy thì Út vẫn xịt nha, vẫn xịt rầy bình thường nha, chứ không có bỏ nha các bạn, để vừa chặn lại mà vừa lấy được cái cây đọt nè. Út xịt thằng Biden nè, hoặc chất Catap nè các bạn, 75%. Chất thứ hai là Imidacloprid 10% nè các bạn. Thì thằng này thì diệt gầy thôi, vẫn xịt gầy nha, không bỏ nha các bạn. Chứ không phải nói đậy rồi là các bạn bỏ lơi, các bạn không xịt lá, không dưỡng lá là cũng không ngon nha. Thì vẫn xịt gầy bình thường. Đây, kèm theo cái chai thuốc sâu nè các bạn. Thì lúc nào vườn Út xịt sâu gầy gì cũng vậy thì cũng phải có gầy thuốc bột, thì cũng phải có kèm thêm chai sâu nước cho nó ngon nha. Nha các bạn. Thì xịt cũng xịt thằng hợp trí 7544 nè các bạn, te nè. Này đó, thành phần nó kali cao nha, để nó giúp cái lá mình nó mau già nha các bạn. Vừa lấy cái cơi đọt mà vừa xịt thằng này lên thì nó vừa làm cho cái lá mình nó mau già, nó dày lá thì nó ngon nha, nó giúp cho cái cây của mình nó ra qua sớm nữa các bạn. Vừa lấy được cái cơi đọt mà mình vừa làm cho nó mau già lá thì một công hai chuyện luôn nha. Thì bây giờ thì lấy được cái cơi đọt gặn này thì cái cơi đọt thì lấy được nhiều lấy các bạn, chứ không có cần mà nó cái đọt nó cặp lá nhiều cặp lá đâu. Bây giờ thì vẫn phải xịt thuốc thường xuyên vậy, thì hầu như là
làm thì có người nhiều người nói là sau khi đậy mũ rồi các bạn bỏ, các bạn không xịt lá, nhưng mà riêng vườn Út thì vẫn xịt liên tục nha các bạn, vừa xịt trong mà vừa xịt ngoài luôn, là hầu như là mỗi tuần đều phải mỗi lên thuốc chứ không có bỏ. Thì tùy theo cái điều kiện thời tiết mà mình xịt, thì trước khi ra mắc cua thì các bạn có thể xịt thuốc bệnh nhẹ nhẹ thôi để cho nó đảm bảo cái cây lá của mình thì sao mà nó đỡ cháy lá các bạn. Còn các bạn bỏ phế luôn là cái dàn lá mình nó yếu lắm nha. Rồi hiện giờ còn này các bạn, thằng này là bi lượng thôi, multi te nè, tra nè, mập cây chắc khỏe nè các bạn, thằng này xịt cũng được nhưng mà nó mắc tiền nha. Này nhập khẩu của Ý nha các bạn, Italia này các bạn. Nè, quay thành phần cho các bạn coi nha. Kẽm nè, 15.000 BPM nè, thành phần rất là cao nha các bạn. Đồng nè, 3,1% nè. Mangan nè, 8,1% nè các bạn. Magie nè các bạn, 19% các bạn. Thì công dụng của nó là cung cấp vi lượng thiết yếu cho cây trồng nha. Đặc biệt là mangan cần thiết cho cây trồng nha. Phát triển tán lá xanh tốt vậy nè. Kích thích quá trình sinh lý diễn ra nhanh hơn nè các bạn. Thì cái này này thằng cái này thật của thằng công ty giao thông Thành Phát nha các bạn. Này là cùng công ty với thằng Mantut nè, nó để nè. YouTuber nè, Mantut nhân xong cái trồng nè các bạn. Này chung công ty với Mantut nha. Thì lâu lâu cũng kèm thằng này vô thì cho cái lá mình nó xanh, nó bóng, nó dày, nó đẹp nha các bạn. Rồi, vi lượng thôi, này chủ yếu là vi lượng thôi chứ không có gì. Thì nó cũng có bổ sung thêm đồng đó. Rồi thì cái bộ thuốc thì đơn giản đâu các bạn, xịt cử này sau khi đậy mũ thì nếu mà có tình hình cái cây đọt nó vẫn ra thì mình vẫn dưỡng cây đọt luôn nha, lấy được bao nhiêu lấy, thì lấy cái cây lá rồi mai mốt là mình nếu mà có cái cây đọt nữa là mình phải chặn nha các bạn, chứ mình không 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 dìu đọt nữa nha. Rồi ok, video của Út đến đây là kết thúc. Thì nếu mà các bạn thấy video hữu ích thì cho Út xin một like và một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào các bạn.